Hello, vâng, chào buổi tối các bạn. Anh em đâu rồi nhỉ? Anh em vào chim thả like luôn nhá. Thả like video luôn. Anh em ơi. Ôi giời, ôi KPI donate tháng này sập nặng rồi. Anh em cứu đi, anh em cứu anh em ơi. Cứu streamer đi. Làm ngụm nước nói cho nó buồn bỏ. Ngày hôm nay của anh em có gì mới không? Anh em có gì mới không hôm nay? Chào Đình Khoa nhá, chào Hoàng Long nhá, chào Duy Tân nhá. Cảm ơn anh em Phong Hồ, Hoàng Lân, Duy Tùng, Quang Huy, Sang Hoàng, Đình Lộc. Đấy, mấy anh em mới like video. Chào anh Phúc nha, chào Su Nguyễn nha. Giữa Gulit MC5 và EBS cộng 3 nên chơi ai? Nó không khác biệt mấy đâu, nó không khác biệt mấy đâu. Tùy vào cái team color mình, cái mức lương như thế nào. Gulit MC5 với lại EBS 3 thì nó cũng tương đương. Thằng EBS thì nó sẽ truyền hay hơn. Rồi áo mùa mới, chào em Phương Đông nhá. Luyện tay để chủ nhật lượm xe hàng lắc quá. Ôi cái team đấy cần gì luyện em. Đội vớ vẩn đấy, sợ cái gì. Ôi giời, bạn Nguyễn Việt Nam tên nghe quốc dân vậy. Chào Việt Anh này, chào Vương này. Đấy, mấy anh em vừa like video, cảm ơn mọi người nhá. Chào bác Nhật Vũ nhá. Chào Tiến Anh nhá. Hôm nay thì vẫn là cái tiên chuyên mục như là các buổi tối là chúng ta vẫn gặp nhau thôi. Tối thì dù ít dù nhiều cũng có cái thông tin gì đấy chém gió với anh em, cho mỗi ngày nó có cái mới. Bởi vì là nếu như mà suốt ngày tôi chơi game Yahoo đã phang 30 sao vào mặt sếp. Hello. nếu suốt ngày mà tôi cứ chơi game với cái gì đấy thì ngày nào nó cũng như ngày nào. Đấy, thành ra là đây là một cái mục mà mình nghĩ rằng là mỗi buổi tối chúng ta gặp nhau thì nó luôn luôn là cái mới. Đấy. Ít ra thì tin tức thể thao trong ngày hay là tin tức đủ các thể loại trong ngày, kể cả những cái hot trend các thứ trên mạng các bạn biết mà tôi không biết đấy, hoặc là tôi biết các bạn không biết, anh em ngồi chém gió với nhau cho nó vui. Đợt này thì mình cũng thôi cũng mình cũng up cái đoạn này lên YouTube mới cách đây độ vài hôm thôi, thì tôi nghĩ là thì thôi tôi cũng up cái này lên YouTube, mặc dù là lên YouTube thì chắc chắn là nó chậm hơn và anh em mà có xem thì nó cũng không còn là tin mới nữa đấy, nhưng mà thôi thì cứ up vậy, nó cũng chả được bao nhiêu view cả. Ok, và chúng ta sẽ đến với những tin thể thao của ngày hôm nay. Mời quý vị độc giả điểm qua những tin tức vào tối ngày 15 tháng 10. Theo Nikkan Sport, ngay sau loạt trận vòng loại World Cup 2022 vào tháng 10 thì huấn luyện viên Yakuchi và Takashi Shimoda đã di chuyển sang châu Âu để nắm rõ tình hình của Kudo và Đoan. Anh Đoàn, trước đây tôi lập một cái team Việt Nam trong FIFA 24 thì tôi có cho chú Đoàn này vào đá. Đoàn này vào đá. Trong đó nhiệm vụ quan trọng nhất là kiểm tra mức độ chấn thương của Kubo, tiền vệ thuộc biên chế Real Madrid và đang khoác áo Mallorca theo dạng hợp đồng cho mượn này, đã không được triệu tập ở loạt trận gần nhất do chấn thương đầu gối. Đấy, thiệt quân, Nhật Bản thiệt quân. Đợt này ở cái vòng loại thứ ba thì Nhật Bản hiện tại họ cũng mới chỉ có 6 điểm thôi, hai trận thua và hai trận thắng. Nhật Bản đợt này Nhật Bản đang khá là khó khăn trong cái chiến dịch vòng loại của họ. Đấy, chính vì vậy mà nhân sự của Nhật Bản bây giờ được quan tâm nhiều hơn. Ở cái bảng đấu của chúng ta thì chúng ta chưa gặp Nhật. Chúng ta gặp 4 đội khác và chúng ta đã đều thua. Đội còn lại là đội Nhật. Nhật thì lại đang rất khát điểm. Thực sự là Nhật Bản đang rất khát điểm khi mà họ cũng trải qua 4 trận, 2 thua và 2 thắng. Cho nên Nhật bây giờ với cái việc mà họ nghiêm túc để họ thi đấu và để có vé vào dự World Cup, nó sẽ khiến cho Nhật Bản thi đấu hết mình, căng củ cọt hơn về nhân sự cũng như lối chơi các thứ, sẽ càng ngày càng khó cho Việt Nam.
Nhưng mà thông tin này là thông tin Nhật Bản thiệt quân trước trận gặp Việt Nam. Ngoài ra thì anh Đoàn chấn thương và khả năng cũng sẽ vắng mặt trong đợt tập trung vào tháng 11, dính chấn thương trong buổi tập luyện ở tuyển Nhật Bản và nghỉ khoảng 1 tháng. Như vậy là khả năng cao là Nhật sẽ không có anh Đoàn và anh Kubo. À, như vậy. Nhưng mà tôi nghĩ là Nhật thì bây giờ họ quyết tâm hơn rồi. Họ có những cái trận đấu nó nằm ngoài tầm với, họ bị bất ngờ. Nhưng mà dù sao nữa, Nhật Bản cũng là cái gương mặt thường xuyên đại diện cho châu Á có mặt tại World Cup thì cũng khó mà gạt cái tên của họ ra được. Cho nên là vẫn sẽ là một trận đấu rất khó khăn với Việt Nam sắp tới. MU muốn Rashford tăng cơ bắp. Theo tờ Daily Mail thì MU muốn Marcus Rashford tập luyện tăng cơ bắp để hạn chế nguy cơ chấn thương trong tương lai. Cầu thủ 23 tuổi này đã tăng thêm 4kg cơ cho phần thân dưới của mình trong khoảng thời gian quá trình hồi phục chấn thương sau ca phẫu thuật. Nhưng do khả năng vận động ở vai trái bị hạn chế thì Rashford đã mất đi khối cơ ở phần trên cơ thể. Đấy. Thì anh em biết là hầu như là những cái cầu thủ về với MU cơ bắp được luyện tập rất là kỹ. Đúng là họ có cái phòng tập gym rất là tốt. Kể cả những cầu thủ cũng không phải là Marcus Rashford đâu. Sơn trước đã đây phạm 10 sao vào mặt sếp. Hello sếp. Hello, hello anh chào Sơn. Trước đây thì như CR7 anh em biết rồi. Và như nhiều cầu thủ khác ở MU đó, cơ bắp rất là tốt. Cái phòng tập gym và rèn luyện sức khỏe của họ rất tốt, rất khoa học. Ngoài ra thì ở châu Âu còn có một đội nữa luyện cơ bắp rất là kinh. Đấy chính là Bayern Munich. Khi mà có cơ bắp, có va chạm các thứ thì nó lợi thế rất nhiều. Các bạn biết là những cái cầu thủ như Marcus Rashford thì nhanh thì là vốn nhanh rồi. Anh ta vốn nhanh rồi. Và những cái cầu thủ như thế này mà có thêm được cái sức mạnh thể chất cơ bắp tốt nữa thì tranh chấp hoàn toàn là lợi thế. Cho nên là như ở MU thì cơ bắp vấn đề về tập luyện là rất là để tâm. Huyền thoại Rivaldo khuyên Rafinha sau khi chứng kiến Rafinha lập cú đút trong chiến thắng 4-1 của Brazil trước Uruguay. Huyền thoại Rivaldo nói rằng có rất nhiều cầu thủ Brazil ở Premier League ngày nay và nhiều người trong số họ được gọi vào đội tuyển quốc gia nhờ vào chất lượng của giải đấu. Rafinha là một trong số họ. Đấy, Rivaldo cũng nói rằng chất lượng của giải đấu Premier League là tốt và rất nhiều người được gọi về đội tuyển quốc gia là vì cái chất lượng giải đấu mà họ tham dự. Rafinha thì đang đá cho Lít, đang đá cho Lít như là tất. Vừa rồi Rafinha cũng mới vào danh sách cầu thủ tiêu biểu tuần của FIFA. Anh ta có một cái thẻ đen trong FIFA chỉ số 84. Nói chung là cũng đá khá tốt. Cậu ấy đang chiến đấu để giành một suất trong đội hình tham dự World Cup 2022. Cậu ấy phải giữ phong độ tốt ở câu lạc bộ và chứng minh giá trị mình mỗi khi được trao cơ hội ở Brazil. Đó là cách để cậu ấy đến với World Cup vào năm sau. Rafinha đang đá cho Leeds có một cái thẻ chỉ số 84 khá là mượt ở FIFA truyền thống, giá đâu đấy cũng vài chục. Ronaldo béo muốn Benzema vượt mặt Messi để đoạt quả bóng vàng. Phát biểu trên tờ Marca, huyền thoại bóng đá người Brazil Ronaldo cho biết ủng hộ Karim Benzema nhận quả bóng vàng năm 2021 dù Lionel Messi đang là ứng cử viên nặng ký bậc nhất cho giải thưởng này. Giải thưởng này sẽ được trao vào ngày 29 tháng 11, tức là còn khoảng một tháng rưỡi nữa. Rô béo cho rằng đàn em Benzema là người xứng đáng nhất đạt quả bóng vàng trong năm nay. Người ngoài hành tinh nói rằng tôi không nghi ngờ gì cả, ứng viên duy nhất cho quả bóng vàng năm nay là Benzema. Cậu ấy là tiền đạo xuất sắc nhất, đẳng cấp nhất trong 10 năm qua và là nhà vô địch toàn diện của nhiều giải đấu. Bạn có nghĩ thế không? Benzema vừa ghi bàn gỡ hòa giúp đội tuyển Pháp ngược dòng 2-1 để thắng Tây Ban Nha và lên ngôi vô địch tại National League. Đấy. Nhưng mà Benzema thì thực ra thì Benzema không phải là con người dễ mến với truyền thông. Rô béo nói vậy thì tôi không biết là như nào. Rô béo thì cũng từng chơi cho cả Barcelona, cả Real Madrid. Thì trước đây thì chúng ta cũng biết là trong game nhiều người thích Benzema bởi vì là rất giống Rô béo. Trong game Benzema rất giống Rô béo nên nhiều người thích. Không biết là anh Rô béo anh ủng hộ Benzema cũng có phải là vì lý do này không. Nhưng mà tôi nghĩ là cái cơ hội để Benzema
lọt được vào top 5 thôi đã là khó rồi, rất khó. Nhiều người người ta không thích Benzema bởi vì cái giải thưởng của áo vàng nó do các đội trưởng, các nhà báo, các huấn luyện viên bầu chọn. Cho nên bảo Benzema vào top 3 tôi nghĩ vào top 5 đã khó rồi. Top 5 tôi nghĩ không có cửa nữa, đừng nói là top 3. Thế cho nên là công nhận thì là Benzema là một tiền đạo giỏi. Không giỏi làm sao ở Real bao nhiêu năm như vậy, giành bao nhiêu thành công như vậy, đá kiểu gì, chiến thuật gì cũng tốt. Nhưng mà anh ta không phải là người dễ mến để có thể đạt được nhiều phiếu. Cho nên là với Benzema thì không có trong top 5 đâu. Tôi nghĩ là không có trong top 5. Thủ thành của PSG gặp hạn. Liên đoàn bóng đá Costa Rica mới xác nhận thủ thành ở đội tuyển quốc gia này, Keylor Navas, vừa dính chấn thương hông và bị đau dữ dội ở đùi trong lượt tập trung vừa qua khi tham dự vòng loại. Nhiều khả năng tân binh Donnarumma sẽ được chọn thay thế. Mình nghĩ là Donnarumma thì là chất lượng tốt mà anh ta đang phải giữ bị cho Keylor Navas thì đây chính là cơ hội của Donnarumma thôi. Và với nhiều người xem bóng đá thì chắc là ngoại trừ những cái fan của Keylor Navas sẽ cảm thấy là hơi tiếc nuối cho Keylor một tí, bởi vì đây là một thủ môn đẳng cấp và giỏi. Keylor mà không giỏi thì anh ta đã không cùng với Real Madrid vô địch C1 nhiều lần như vậy. Đấy, đóng góp của Navas là nhiều trong những cái chiến tích đó. Và Navas là một thủ môn đẳng cấp. Nếu mà có xem thì để thấy anh này đẳng cấp. Nhưng mà là một cơ hội cho Donnarumma bắt chính. Tôi nghĩ là như thế thì cũng chả vấn đề gì cả. Mình fan trung lập, xem bóng đá thì Dona ra sân nhiều khi lại hay. À, hình như mùa giải này tôi nhớ đâu đấy là PSG họ có 9 thủ môn, rồi họ cho mượn, rồi họ làm đủ kiểu thì họ vẫn đang còn đến 4 hay 5 thủ môn nữa cho mượn thoải mái. Cho nên là cái vị trí người gác đền của PSG thì nó cũng chả có cái gì đáng lo ngại. Họ có đến 2 thủ môn cực kỳ xuất sắc. Navas đã chứng minh rất nhiều năm rồi. Dona thì trẻ hơn nhưng dù sao nữa cũng là cầu thủ xuất sắc nhất Euro, đúng không? Đấy, nên là không có gì. Theo phân công của Liên đoàn bóng đá Anh, trọng tài Anthony Taylor sẽ là trọng tài chính của trận đấu mà Chelsea sẽ làm khách của tân binh đang chơi rất hay Brentford vào thứ bảy theo giờ Việt Nam, tức là vào ngày mai. Ngày mai thì giải Ngoại hạng Anh trở lại rồi. Brentford thực sự là một đội bóng rất hay và xui cho ông Arsenal là phải gặp Brentford ngay vòng đầu. Arsenal bị đánh vỗ mặt ngay vòng đầu chúng ta cũng biết rồi. Nhiều người thì cứ chỉ trích đội bóng của Arteta ở thời điểm đó, nhưng Brentford là một đội hay. Đến thời điểm này thì phải nói họ là một đội hay. Nhưng vấn đề của những cái đội bóng kiểu như vậy là họ chỉ hay được ở trong một cái giai đoạn nhất định thôi. Thường là hay trong một cái giai đoạn đầu. Và đây là cái khoảng thời điểm mà bắt đầu là những cái đội bóng kiểu như Brentford sẽ trở lại chính mình thôi. Cho nên là những cái đội bóng lớn như kiểu Chelsea chẳng hạn, họ không phải gặp những cái đội như Brentford hồi đầu năm thì cũng là lợi thế hơn rồi. Đấy. Nhiều cổ động viên The Blue lo ngại đội bóng con cưng sẽ gặp bất lợi và có thể đánh mất ngôi đầu bảng, bởi trong quá khứ trọng tài Anthony Taylor từng nhiều lần đưa ra những phán quyết bất lợi khi cầm còi ở những trận đấu mà câu lạc bộ áo xanh thành phố London thi đấu. Gần đây nhất hình như là cái thẻ đỏ của Rick James, đúng không? Trong bóng đá thì cũng có những trọng tài ngoại hạng Anh chúng ta cũng biết là như trọng tài Maidin fan của Tottenham. Maidin thì đã có những cái giai đoạn mà Maidin bắt cho Arsenal 9 trận thì chỉ thắng được 1 trận. Maidin là fan của Tottenham và thằng FA thì nó cứ xếp Maidin bắt những cái trận đấu của Arsenal. Maidin cũng là một trọng tài mà cũng không thân với MU, chúng ta lại bắt cho MU thì MU cũng khá toang, nhưng mà nó đỡ toang hơn Arsenal. Ông Arsenal có những giai đoạn Maidin bắt 9 trận chỉ thắng được 1 trận, kể cả gặp đội yếu hay gặp đội mạnh. Đấy, cho nên là Anthony Taylor thì dạo gần đây cũng đang có mấy cái phốt
gọi là phốt thì cũng không hẳn, nhưng mà tóm lại thì những cái đội bóng mà họ bị gặp bất lợi thì họ sẽ nói nhiều. Ví dụ như trong trận đấu của Pháp với Tây Ban Nha, cái quả đấy, cái quả ghi bàn của Mbappe, thì phân tích luật thì chúng ta cũng đã nói rồi, kiểu gì thì trọng tài cũng có lý. Rồi cái quả thẻ đỏ cho Rick James đấy, kiểu đấy. Tóm lại thì khi mà đưa ra phân tích thì trọng tài cũng có lý, trọng tài có lý cả, nhưng mà chịu nhiều chỉ trích. Bôi cho nhỏ đi tí con này. Lần gần nhất chính là việc ông đã rút thẻ đỏ đuổi Rick James vì lỗi để bóng chạm tay trong vòng cấm của Chelsea và Liverpool hưởng phạt đền trong trận hòa ngày 28 tháng 8. Thì cũng có thể đây là một trọng tài mà nó không tốt cho Chelsea thôi, nhưng mà về thực tế thì ở ngoại hạng Anh chỉ có hai đội bóng là thường xuyên được hưởng lợi thôi, đấy là MU và Liverpool. Đối với các trọng tài, đấy là hai đội bóng thường xuyên được hưởng lợi. Còn những cái đội bóng khác thì không ăn thua. Chelsea cũng không ăn thua. Man City cũng không ăn thua. Thường xuyên là các trọng tài không ưu ái những cái đội này. Và tại sao MU và Liverpool lại được ưu ái nhiều? Bởi vì họ là những cái đội bóng có rất nhiều những người hâm mộ tại nước Anh. Thậm chí các trọng tài đôi khi cũng là những fan hâm mộ của họ. Howard Webb chẳng hạn. Rồi Mark Clattenburg đều là những cái trọng tài đã từng rất nổi tiếng tại giải bóng đá ngoại hạng Anh, và họ đều là những cái người ủng hộ MU. Vì rất đơn giản thôi, nhiều fan, đương nhiên. Chưa kể là những cái thành tích trong quá khứ mang vinh quang về cho nước Anh nhiều. MU và Liverpool mang rất nhiều những cái thành tích ở đấu trường quốc tế châu Âu, đấu trường châu Âu về cho nước Anh. Cho nên là các trọng tài cũng ưu ái. Tôi nhớ có những cái giai đoạn mà những cái cầu thủ của Liverpool như kiểu thậm chí Michael Owen xoạc bóng từ đằng sau, hay là Wayne Rooney đạp thẳng vào chân đối phương cũng không có thẻ đỏ. Đôi khi lại còn chỉ nhắc nhở thôi. Đấy, nó rất là kiểu đấy. Có thể anh em fan MU, fan Liverpool nghe thì thấy khó chịu, nhưng mà bạn cứ lục lại những cái tư liệu mà xem. Những cầu thủ MU với lại Liverpool ít khi bị ăn những cái thẻ đỏ nặng như các câu bộ khác. Chelsea lo về hung thần của mình. Ok thì cứ xem đi đã, xem đi. Các tin chuyển nhượng đáng chú ý: Sterling úp mở về nguyện vọng rời Man City, chia sẻ với Financial Times. À, chắc là đọc như vậy đấy. Tiền vệ Man City tiết lộ là nếu có cơ hội để chuyển tới câu lạc bộ khác thi đấu nhiều hơn, tôi sẵn sàng lắng nghe. Những gì tôi biết từ trước tới giờ là Premier League, và tôi luôn nghĩ rằng có một đội nào đó sẽ tôi luôn nghĩ rằng ngày nào đó tôi sẽ ra nước ngoài và chơi bóng, đối mặt với những thử thách mới. Cũng kiểu đánh tiếng ấy, khi mà biết là Newcastle có tiền. Khi biết Newcastle có tiền thì Sterling cũng làm tí gió máy, nghĩ thế. Nhưng mà chả lẽ lại bảo là tôi sẽ nhìn đến những cái đội bóng ở ngoại hạng Anh. Tôi đang hướng tới những câu lạc bộ như Barcelona để thi đấu với người đồng đội cũ Aguero, hay là sang Real Madrid. Sterling phải nói như vậy chứ. Nhưng rồi cuối cùng có lẽ anh ấy sẽ về với Newcastle. MU âm thầm theo đuổi Koundé. Koundé là một cái bản hợp đồng mà Chelsea đã mua hụt vào mùa hè. Đây là một trung vệ mà có thể đá được cả hậu vệ cánh. Về chiều cao thì không ổn lắm, nhưng mà tốc độ thì rất tốt. Anh này thì cũng đang gặp một số vấn đề, cái bộ kỹ năng tay chân nó cũng chưa ổn lắm đâu, nhưng mà là một cái con hàng mà có thể phát triển rất tốt. Nhưng vấn đề là MU cứ bảo là MU mua, chúng ta đều biết là ông MU bây giờ tiền đâu nữa mà mua. Cứ cái gì cũng cứ đưa MU vào, nhiều khi tôi cũng thấy tội mấy anh em ở MU, chả có cái gì cũng réo tên. Chelsea mua còn hụt, Chelsea bỏ tiền thật, tiền tươi thóc thật mua còn hụt, bởi vì thằng Sevin nó đòi quá là thách. Sevin nó đòi thách quá, Chelsea mua còn hụt nữa, bây giờ MU lấy đâu ra tiền mua.
Theo tờ Marca thì MU đang có ý định chiêu mộ trung vệ 22 tuổi Koundé vào tháng 1 này. Trên thực tế thì Man United từng rất muốn có Koundé ở mùa hè vừa qua trước khi chiêu mộ Rafael Varane từ Real Madrid. Tuy nhiên, thành tích phòng ngự của Quỷ Đỏ lại chưa được cải thiện khi họ để thủng lưới tới 6 bàn sau 7 vòng đấu tại Ngoại hạng Anh. Cho nên là bảo là MU tiếp tục mua thì tôi nghĩ là tầm này ông MU chỉ lo bán bớt thôi, Mã Tiến An rồi các thứ lo bán bớt thôi chứ không mua đâu. Không mua đâu. Foden đồng ý ký mới với Man City. À, anh chào Huy nhá. Huy có vào cải hộ anh thì cải chứ. Tiền vệ Phil Foden đồng ý ký hợp đồng mới với Man City đến tháng 6 năm 2027, tức là 6 năm nữa. Kèm theo mức lương cao ngất ngưởng, theo tờ Daily Mail thì Man Xanh sẽ tăng lương gấp 5 lần cho cầu thủ này. Theo đó thì Foden sẽ nhận mức lương lên đến 150.000 bảng một tuần, chưa bao gồm các khoản thưởng. Thực ra là với Foden thì 150.000 là con số cũng hợp lý thôi. Hiện tại anh ta đang hưởng mức lương có 30.000 với những gì mà Phil Foden thể hiện. Hoàn toàn là đá chính, và nếu mà Phil Foden có sang những cái đội bóng khác ở Ngoại hạng Anh thì anh ta cũng đá chính. Chắc chắn là đá chính thôi. Với Man City mà anh ta còn đá tốt như vậy thì giả sử anh ta sang những cái đội kiểu dưới một tí như kiểu Arsenal các thứ thì chắc chắn là đá chính rồi. Đây là một con hàng quá ngon. Và hiện tại mức lương của Phil Foden hưởng nó chỉ có 30.000. Đấy thì là con mức lương quá rẻ. Bây giờ anh ta được nâng lên 150.000 thì cũng phải thôi, cũng phải thôi. Một con hàng home ground. Man City chắc chắn sẽ phải giữ. Ký hợp đồng. Là 150.000, 150.000 nếu mà so với những cái ngôi sao khác tại ngoài giải Ngoại hạng Anh có đóng góp ít hơn Phil Foden, trình độ thấp hơn. Với một cái bản hợp đồng kéo dài đến tận năm 2027 thì Man City mình nghĩ là cái kèo này là một cái kèo nó cũng rất là bình thường, không có gì quá đáng cả. Barcelona muốn Aspilicueta với giá 0 đồng. Đấy, Barcelona đang kỳ vọng sẽ đón hậu vệ này từ Chelsea đến Newcastle mùa hè năm sau theo dạng chuyển nhượng tự do. Hiện lão tướng người Tây Ban Nha đang ở năm cuối cùng của bản hợp đồng hiện tại với chủ sân Stamford Bridge và anh ta chưa đồng ý gia hạn. Ông Barcelona, tôi không biết đấy, bây giờ nói về chuyển nhượng Barcelona nghe nó cứ hài hài. Nó cứ hài hài vậy. Tôi chả biết là bao nhiêu là thật, bao nhiêu là gió. Chủ tịch thì cũng khá là sàm ngôn. Bây giờ chủ tịch, mặc dù các bạn biết là Messi chưa bao giờ đi bỏ phiếu cho một ai cả, nhưng mà Messi đã cầm cái lá phiếu của mình để đi bỏ cho chủ tịch Juan Laporta. Sau đấy thì Juan Laporta mặc dù cũng biết cái kèo Messi comeback ký hợp đồng là tương đối khó, nhưng mà ông ta vẫn hứa hẹn cho đến ngày cuối cùng khi mà Messi quay trở lại từ Copa America cùng với bố gia đình của mình để đến ký hợp đồng với Barcelona trong một cái tâm trạng hồ hởi, bảo là úi trời ơi, chuyện dễ như cơm bữa, thì cuối cùng lại nói là đéo được. Thế rồi để Messi ra đi sau đấy một khoảng thời gian sau thì ông ấy nói rằng là tôi đã từng hy vọng Messi sẽ ra sân thi đấu miễn phí cho Barcelona. Đấy, nghe cái kiểu gì bây giờ, nghe chủ tịch nó cũng đã sàm lòng rồi thì những cái câu chuyện chuyển nhượng các thứ mà bây giờ nó liên quan đến Barca nghe nó cứ hài hài nào, nó cứ hài hài nào, tôi không rõ là như thế nào nữa. Liverpool có thể tái hợp với Coutinho. Kênh truyền hình El Chiringuito quyết định tiết lộ Liverpool sẽ không hề loại trừ khả năng họ sẽ đưa Felipe Coutinho trở lại sân Anfield trong khoảng thời gian sắp tới. Tiền vệ người Brazil đã gặp khó khăn kể từ khi rời The Cop để cập bến Barcelona với giá 160 triệu euro vào tháng Giêng năm 2018, tức là cũng gần 4 năm rồi. Barca cũng đang cần đẩy Coutinho đi để giảm bớt quỹ lương vốn đã phình to quá mức kiểm soát của cầu thủ này. Lương của Coutinho khá cao đâu đấy, nếu mà tính theo bảng Anh thì khoảng 250.000 thì phải. Đấy. Chào Hữu Đức nha. Anh chả biết có kèo gì Hữu Đức ạ. Tôi nghĩ là Coutinho bây giờ về Liverpool thì cũng chả thua đâu. Coutinho nói chung là cùn đi nhiều rồi. Và cái thời điểm mà Barca mua Coutinho ấy,
là cái thời điểm mà tôi nói là Barca cần những cái bom tấn. Đức Nguyễn Hiếu đã pha 16 sao vào mặt sếp. Này có kèo không anh V? Họ cần những cái bom tấn để tạo một cái fame lớn cho Barcelona, bởi vì cái thời điểm đấy Barcelona, cái nền kinh tế của họ chính là một cái nền kinh tế kiểu đòn bẩy và dùng bong bóng mà. Họ tiêu nhiều tiền nhưng mà cái tiền thu về của họ cũng nhiều để cho cái khoản lãi nó vẫn là dương to. Đấy là cái cách làm truyền thông của Barcelona dưới thời Nobita. Cho nên họ mới mua Coutinho với giá đó thôi. Và thực tế thì Coutinho không phải là cái phương án đầu tiên mà Barcelona muốn. Thực ra Barcelona muốn Paul Pogba cơ. Vấn đề là MU thì không nhả Paul Pogba. Nếu như mà MU mà nhả Paul Pogba vào cái thời điểm đó với cái giá như kiểu hơn 100 triệu mà, thì Barcelona nó có dí bòi vào Coutinho ấy. Nói anh em Liverpool đừng kiểu buồn, chứ Coutinho dí bòi vào. Vì thời điểm đó Barca nó thích Pogba lắm, nhưng mà nó không mua được. Nó phải mua Coutinho với một cái giá trên trời để tạo ra một cái bom tấn. Và cái bom tấn này thì xịt một cách rõ ràng rồi. Anh em nhìn nó xịt một cách rõ ràng rồi. Ông Coutinho giờ về Liverpool thì cũng chán nhập gì. Nếu mà về mà kiểu rẻ rẻ thì về. Còn không thì tôi nghĩ Liverpool cũng chẳng cần Coutinho lắm đâu. Liverpool chữa cháy hàng công. Liverpool đang giáo diết tìm kiếm tiền đạo trong bối cảnh Mohamed Salah và Sadio Mane sẽ tham dự cúp bóng đá châu Phi vào mùa đông. The Cop đang nỗ lực đưa tiền đạo trẻ người Bỉ Doku về Anfield ngay trong tháng 1. Cầu thủ 19 tuổi này dự kiến sẽ rời Rennes và Liverpool đang dẫn đầu cuộc đua giành chữ ký của Anh. Thằng Doku này nếu anh em có xem Euro thì thấy là nó dê rất là kinh. Chú này là một chú ở Euro thì chú ấy có cái thông số dê bóng rất là khủng khiếp. Trung bình là qua người được 5 lần trong một trận. Dê bóng rất tốt nhưng mà dứt điểm thì đang khá xàm. Tóm lại thì cũng hay. Đây là một cái phương án mà Liverpool đã từng có một tiền đạo người Bỉ rất khủng khiếp, được phong là God Origi, anh em đã biết rồi. Cho nên là Doku thì cũng được. Mua về thì ngoại hạng Anh nó sẽ có thêm những cái thánh quẩy mới. Xem thì nó cũng vui mắt hơn. Atletico chói chân Oblak. Theo tờ Sky Sport, Atletico đã lên kế hoạch gia hạn hợp đồng với hai trụ cột là Jan Oblak và Thomas Lemar. Hai cầu thủ này đều chỉ còn chưa đầy 2 năm trong hợp đồng hiện tại và nhà đương kim vô địch La Liga muốn ràng buộc họ với bản hợp đồng mới. Lemar được cho là đã đồng ký các điều khoản gia hạn trong khi Atletico mở cuộc đàm phán với đại diện của Oblak. Em tưởng là Benteke. Benteke thì không được gọi là God. Benteke từng thi đấu cho Liverpool nhưng mà không được gọi là God. God Origi cơ. Trang nào đấy anh ấy? Trang này là trang phê thể thao, trang cá nhân của anh mà. Trang cá nhân của anh thôi, phê thể thao.vn. Chúng ta đều biết Oblak là thủ môn có thông số tốt nhất thế giới. Với cái khả năng cứu thua cũng như là cái tỷ lệ giữ sạch lưới thì Oblak là thủ môn có thông số tốt nhất thế giới. Và thậm chí là chính xác là anh ấy là một thủ môn xuất sắc thật sự. Oblak là chỉ sợ CR7 thôi. Cho nên là trong FIFA thì lúc nào Oblak chỉ số cũng cao. Có điều là nó cũng tùy meta game. Hiện tại thì trong FIFA 22 thì Oblak có chỉ số 91 nhưng mà được anh em đánh giá là bắt khá ngu. Lý do là vì FIFA 22 thì đấy là một meta ZD. Mà những cái meta ZD thì rõ ràng là những thủ môn lùn như Oblak thì không có nhiều cái đất diễn. Oblak trong FIFA Online 4 thì có những cái mùa giải mà anh ta chỉ cao có 1m86 thôi, như là mùa TC chẳng hạn. Còn những cái mùa giải khác thì trung bình là Oblak cao 1m88. Đấy, nhưng mà vẫn là lùn, với FIFA thì vẫn là lùn. Lewandowski thả thính Man City. Tờ Sportbub của Đức tiết lộ rằng là Pini Zahavi, người đại diện của Robert Lewandowski, thừa nhận là không loại trừ khả năng tiền đạo người Ba Lan sẽ gia nhập Man City. Mặc dù vẫn còn hợp đồng với Bayern Munich đến hết hè năm 2023, nhưng Lewandowski được cho là rất sẵn sàng trải nghiệm thử thách mới ở Premier League trong những năm tháng cuối của sự nghiệp. Tôi thì cũng không rõ, nhưng mà về thực tế thì Lewandowski cũng, tôi nghĩ là anh ta cũng không còn nhiều mục tiêu ở giải Bundesliga. Anh ta có tất cả rồi.
C1 cũng đã có rồi. Đã có những cái năm tháng mà những cái cơ hội đến với chiếc cúp C1 của League One nó cực kỳ trắc trở. Năm 2013 thì Bayern Munich vô địch, thì lúc đấy thì League One đang đá cho Borussia Dortmund và thua chính Bayern trong trận chung kết. Sau đó thì anh ta chuyển ra Bayern Munich, và cái chặng đường của Bayern Munich trong những cái năm đó nó cực kỳ vất vả. Có những cái trận thua đem đuổi, có những trận thua bị trọng tài xử ép, điển hình là những cái trận gặp Real Madrid. Đấy. Rồi nó cũng có những cái chuyện này chuyện kia, nhưng rồi thì anh ta cũng đã có một cái cúp C1 rồi. Và cái năm mà Bayern vô địch C1 là cái năm nó quá thuyết phục. Không có gì để nói cả. Ở giải Bundesliga thì Leon tầm này kỷ lục của anh phá hết rồi. Cho nên là cái câu chuyện mà Leon sang Man City tôi nghĩ là cũng có thể xảy ra. Có điều là nhớ rằng là cái thời điểm mà Pep Guardiola cầm Bayern Munich thì thực ra Leon đá nó cũng không được thoải mái lắm. Cái thời điểm mà Pep cầm Bayern Munich, bởi vì là cái tiền đạo trong cái sơ đồ của Pep nó lại là cái câu chuyện nó khác với các cái kiểu khác. Pep Guardiola yêu cầu tiền đạo của ông ta rất nhiều thứ. Tôi không biết là bây giờ thì Lewan nếu mà có đá dưới cái sự chỉ đạo của Pep thì anh ta có thoải mái hơn không. Còn trong cái giai đoạn đó thì anh ta không thoải mái lắm. Còn chuyện Lewan đi thì có thể xảy ra. Bình thường thôi mà. Không biết đâu sang Man City hoặc là Newcastle lại được một cái bản hợp đồng. Bây giờ Lewandowski bao a tuổi rồi. Mà nếu như anh ta ra đi rồi anh ta ký được một bản hợp đồng đâu đấy 4 năm với một cái mức lương tốt hơn thì đấy là một cái sự đảm bảo tương lai quá ngon. Đấy, anh em hiểu không? Với các cầu thủ bây giờ người ta cũng phải nghĩ đến những cái điều đấy chứ, dù sao hay nữa. Bóng đá cũng là sự nghiệp thì đã đành rồi. Vinh quang các thứ thì cũng phải hướng tới. Nhưng mà cái điều gọi là gần gũi nhất để định hướng cái sự nghiệp một cách trực diện nhất đấy chính là tiền lương. Nó rất là tiền chứ anh em nhỉ? Bây giờ một cái cầu thủ có tuổi rồi ký được một bản hợp đồng ngon, mức lương cao, thời hạn dài, chả thơm quá đi chứ còn gì nữa. Đấy, cho nên là hoàn toàn có thể có chuyện Leon sẽ đổi bến đỗ của mình. Về đâu thì không biết. Biết đâu đấy, tháng 1 này Newcastle đã là đội bóng tôi theo dõi từ thuở bé. Ước mơ của tôi là được thi đấu cho câu lạc bộ này, một câu lạc bộ giàu truyền thống với những danh thủ ngày xưa tôi vô cùng hâm mộ, Michael Owen, rồi Obafemi Martin. Đấy, tôi rất hạnh phúc khi được đến đây giơ áo. Rồi, 500.000 một tuần thì mà biết đâu được anh em. Đấy là những cái tin của ngày hôm nay, những tin thể thao ngày hôm nay. Chúng ta đã gọi là có thời gian để chém gió với nhau. Bây giờ thì mình sẽ vào FIFA Live 4. Cảm ơn vì đã theo dõi hết video. Hãy bấm đăng ký theo dõi kênh của mình và nhớ bật nút chuông thông báo ngay bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào mình ra trong tương lai. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.